Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày 15 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Quân đội vương bài, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị Trung Quốc cho mắc lỡm như thế nào. Mới đây, một bộ phim của Trung Quốc có tên là Quân đội vương bài mới cho ra mắt trailer gần 2 phút xong đã nhận không ít gạch đá từ cộng đồng mạng do bị phát hiện được tuyên truyền bằng những thông tin sai lệch về cuộc chiến tranh biên giới Việt Nam và Trung Quốc vào năm 1979. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam mới đây chính thức lên tiếng về bộ phim này như sau. Chủ trương nhất quán của Việt Nam đối với các vấn đề lịch sử là gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, nhìn nhận lịch sử một cách đúng đắn và khách quan và có việc làm tích cực nhằm tăng cường sự hiểu biết, hữu nghị giữa người dân, đóng góp cho quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia trên thế giới. Đây là hình ảnh trong cảnh ở trailer phim Quân đội vương bài của Trung Quốc. Và bộ phim này có nội dung gì mà người ta đã quan tâm đến như vậy? Theo tóm tắt của nội dung của trang Baidu, phim có mốc thời gian trải dài từ năm 1983 đến khoảng 40 năm sau, kể về hai tân binh Cao Lương và Cố Nhất Dã. Cao Lương xuất thân thợ mỏ, còn Cố Nhất Dã lớn lên trong gia đình quân nhân. Cả hai rất hiếu thắng, ban đầu không ai ưa nhau, sau thành chiến hữu. Họ trải qua chiến tranh cùng giả phá bom mìn ở Quảng Tây, trận lụt vào năm 1998. Phim do Lưu Nham đạo diễn vào năm 2020 đã phát hành trailer xong chưa công bố thời gian phát sóng. Điều đáng chú ý là một tài khoản trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đã đưa ra phân tích như sau. Phim lấy bối cảnh là những năm 1980 khi lực lượng quân sự của Việt Nam mạnh lên không ngừng. Họ cũng bắt đầu có ý đồ xấu đối với lãnh thổ của Trung Quốc và phát động một cuộc quấy rối và xâm phạm biên giới của Trung Quốc. Trong trailer phim, nhiều khán giả chỉ ra chi tiết phục trang diễn viên mặc tương tự quân phục của lính Trung Quốc thời kỳ nước này tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược biên giới Việt Nam vào năm 1979. Video giới thiệu phim còn có cảnh quân đội Trung Quốc bắn đạn pháo hoặc một số phân cảnh họ chiến đấu với một lực lượng sử dụng súng tiểu liên AK ngụy trang dưới lớp lá cây. Pháo binh cũng là lực lượng được quân đội Trung Quốc sử dụng nhiều nhất trong các trận chiến ở Vị Xuyên thuộc Hà Giang. Và câu hỏi đặt ra là tại sao Trung Quốc lại làm như vậy? Đây là hình ảnh hai nhân vật chính trong phim Quân đội vương bài. Trung Quốc gần đây đã thể hiện dã tâm, được thể hiện mỹ miều là giấc mơ Trung Hoa của họ. Theo đó, thế giới phải là do Trung Quốc cai trị và dẫn dắt. Trung Quốc đang từng bước thay đổi trật tự thế giới trước đây, vốn là trật tự dựa trên luật lệ. Trung Quốc cũng đang muốn thay đổi tất cả, luật pháp quốc tế phải theo ý của Trung Quốc. Các định chế quốc tế phải dưới quyền điều khiển của Trung Quốc. Và dĩ nhiên, lịch sử thế giới cũng phải theo cách của Trung Quốc muốn. Không phải đến bây giờ thì Trung Quốc mới thể hiện tuyên truyền kiểu như vậy về Việt Nam đối với người dân của họ và thế giới. Các âm mưu và dã tâm của Trung Quốc đã được thực hiện thông qua các hành động tuyên truyền của họ từ rất lâu nay, đặc biệt là đối với chủ quyền của Việt Nam. Vào năm 1990, trước sự sụp đổ của hệ thống chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới, đồng thời Việt Nam vẫn bị mệnh Mỹ cấm vận rất khó khăn. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nóng lòng muốn tìm mọi cách để bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Hội nghị Thành Đô để tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc vào năm 1990 được thiết lập trong bối cảnh như vậy. Nội dung Hội nghị Thành Đô là gì thì phía Việt Nam vẫn luôn nửa kín nửa hở cho đến tận bây giờ không công bố công khai. Tuy nhiên, một số cán bộ lão thành cho biết trong nội dung Hội nghị Thành Đô đó chính là cả hai bên Việt Nam và Trung Quốc cùng nhau thỏa thuận, hai bên không nói xấu lẫn nhau, hai bên không nhắc lại quá khứ, hai bên không tấn công lẫn nhau trên báo chí. Đây chính là lý do mà người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam mới đây nói rằng chúng tôi đề nghị phía Trung Quốc cùng thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường tuyên truyền hữu nghị, khách quan, củng cố cơ sở xã hội thuận lợi cho phát triển quan hệ hai nước. Đây là hình ảnh lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc trong hội nghị Thành Đô. Việt Nam đã bị mắc lỡm như thế nào? Quá tin tưởng vào người anh hai cộng sản láng giềng của mình, phía Đảng Cộng sản Việt Nam đã nghiêm túc tuân thủ mọi thỏa thuận này, để từ đó mọi thông tin về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trước đó, kể cả các vấn đề về biển đảo, đều được Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo đem giấu nhẹm đi. Đặc biệt là các thông tin về chiến tranh biên giới vào năm 1979 chống lại sự xâm lược của Trung Quốc đã bị xóa gần hết khỏi các sách giáo khoa viết về lịch sử tại Việt Nam. Cụ thể, bản in lịch sử lớp 12 năm 2001 có 3 đoạn, 24 dòng viết về chiến tranh biên giới phía Bắc. Nhưng đến bản in vào năm 2018 chỉ còn có 2 đoạn, 4 câu, 11 dòng.
Trong khi giới trẻ Việt Nam ít được giáo dục một cách khoa học về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, thì học sinh, thanh niên Trung Quốc từ lâu được tuyên truyền sai trái rằng đây là cuộc chiến tranh phản kích chống Việt Nam để tự vệ, nhằm trừng phạt tiểu bá Việt Nam, vong ân bội nghĩa, tay sai của Liên Xô. Giáo sư sử học Vũ Dương Ninh, một trong những người đứng đầu ban soạn sách giáo khoa lịch sử cho biết, vào đầu những năm 2000, nhà xuất bản giáo dục tổ chức trại sáng tác sách giáo khoa. Một vấn đề được đưa ra thảo luận khi đó là sách lịch sử lớp 12 nên viết thế nào về những sự kiện có liên quan đến vấn đề hải đảo và biên giới, đất liền giữa Trung Quốc và Việt Nam. Đây là hình ảnh trong sách giáo khoa chỉ vỏn vẹn có 11 dòng về chiến tranh biên giới phía Bắc vào năm 1979 với Trung Quốc, mặc dù đã đem đến cái chết cho hàng vạn người dân và quân đội Việt Nam. Có ý kiến chỉ đạo là không biết gì khi đó, ta vừa bình thường hóa quan hệ với nước bạn. Tuy nhiên, các thầy giáo không đồng ý mà chủ trương viết đầy đủ sự kiện đã xảy ra vì lịch sử khách quan. Sau những hồi thảo luận sôi nổi, cuối cùng mọi người đi đến kết luận là nhất định phải viết, rồi giao cho một số thầy thực hiện. Sự kiện Hoàng Sa thời điểm đó chưa được công bố thông tin nên chỉ có vấn đề chiến tranh biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc được đưa vào sách giáo khoa. Ban đầu, các tác giả đã viết khá dài và chi tiết về chiến tranh biên giới phía Bắc. Sau vì khuôn khổ sách giáo khoa quy định chủ yếu là vì lý do quan hệ tế nhị với nước bạn nên nội dung này đã bị sửa lại rất nhiều. Từ 4 trang xuống chỉ còn có 11 dòng. Những tác giả chúng tôi rất không thỏa mãn vì nội dung như thế chưa thể nói lên được điều gì. Cuối cùng chúng tôi đành chấp nhận vì ít nhất sự kiện đã được nêu ra để học sinh biết đến. Ông Phạm Hồng Tung, giáo sư sử học, trong lần trả lời phỏng vấn báo chí cũng cho biết rằng hành động thù địch chống Việt Nam của tập đoàn Pol Pot được một số nhà lãnh đạo Trung Quốc lúc đó đồng tình ủng hộ. Họ còn có những hành động làm tổn hại đến tình hữu nghị của nhân dân hai nước như cho quân khiêu khích dọc biên giới, dựng nên sự kiện nạn kiều, cắt viện trợ, rút chuyên gia, vân vân. Và nghiêm trọng hơn, vào sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Quốc đã huy động 32 sư đoàn mở cuộc tấn công dọc biên giới nước ta từ Móng Cái, từ Quảng Ninh đến Phong Thổ, tức là Lai Châu. Đây là hình ảnh bộ đội Việt Nam hành quân chặn quân Trung Quốc ở Cao Bằng vào năm 1979. Để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, quân dân ta, trực tiếp là quân dân 6 tỉnh biên giới phía Bắc, đã đứng lên chiến đấu. Đến ngày 18 tháng 3 năm 1979, quân Trung Quốc rút khỏi nước ta. Các cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ ở Biển Đông hầu như không được đề cập đến. Và việc trình bày như vậy là quá sơ lược, không xứng đáng với vị trí địa lý, ý nghĩa của giai đoạn lịch sử khi đó, cũng không đáp ứng được nhu cầu, nhận thức và phát triển năng lực của học sinh. Hơn nữa, trong những đoạn văn ngắn đó còn sai sót cả về nội dung lịch sử, hình thức trình bày. Và những câu chuyện trên đây để thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã có rất nhiều hành động sai lầm, nhưng sai lầm lớn nhất cả là cả tin vào Trung Quốc. Lịch sử hàng ngàn năm nay của dân tộc Việt Nam đều cho thấy dã tâm và sự thâm hiểm của Bắc Kinh như thế nào. Thế nhưng các lãnh đạo kiệt xuất của Đảng Cộng sản Việt Nam dường như không thuộc bài học lịch sử đắt giá đó. Và việc duy trì quan hệ với Trung Quốc để giữ gìn hòa bình là một việc làm đúng đắn, nhưng không có nghĩa là vì thế mà gửi chọn niềm tin cho một quốc gia cháo trở nhất thế giới như Trung Quốc. Thêm nữa, Đảng Cộng sản một mặt cứ nói tôn trọng khoa học, tôn trọng lịch sử, nhưng việc can thiệp trắng trợn vào các nội dung sách giáo khoa lịch sử cho thấy họ chẳng coi khoa học hay lịch sử là gì cả. Chính các sai lầm đó nên mới dẫn tới các đòn tuyên truyền của Trung Quốc giống như bộ phim Quân đội Vương Bài này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 15 tháng 10 năm 2021 với bản tin Quân đội Vương Bài, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị Trung Quốc cho mắc lỡm như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.